chương 141 ảo giác. Đây là tử lầu lão bản nhi tử, Lâm Huyền đáp ứng hắn đem này hài cốt thu hồi. Hắn tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Xoay người, quan tử ngạo đã đem trường đao thu hồi. Đang ngồi ở trên mặt đất tu luyện khôi phục nguyên khí. Lâm Huyền có chút ngoài ý muốn, này quan tử ngạo nhưng thật ra có chút bằng phẳng. Lâm Huyền từ nguyên giới trung lấy ra một quả linh đan, đưa cho quan tử ngạo. Huyền cấp bổ nguyên đan, ăn đi cấp đỗ mục trưởng lão luyện chế khôi phục hồn lực linh đan khi Lâm Huyền thuận tiện luyện chế một ít mặt khác loại hình huyền cấp đan dược. Quan tử ngạo tiếp nhận linh đan, trong lòng khiếp sợ, này bổ khí đan, lại là kim văn đan dược. Người nơi nào lộng tới huyền cấp kim văn linh đan? Huyền cấp kim văn linh đan, liền tính hắn là càn châu phủ người, cũng rất khó nhìn thấy một quà. Mà trước mắt Lâm Huyền, lại là dễ dàng cho hắn một quà. Ta chính mình luyện chế. Nghe được Lâm Huyền nói, quan tử ngạo nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Luyện chế huyền cấp kim văn linh đan. Chỉ sợ chỉ có ít nhất là tam cấp đan sư mới có thể làm được. Như vậy tuổi trẻ tam cấp đan sư còn có vừa mới Lâm Huyền bày ra cường hãn thực lực. Đến tột cùng là như thế nào thế lực mới có thể bồi dưỡng ra như thế đáng sợ người. Lâm Huyền bình tĩnh nói. Ăn đi, không có độc quan tử ngạo đem linh đan nuốt đi xuống nếu là lâm huyền thật muốn hại hắn sấn hắn hiện tại nguyên khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn cơ hồ là nắm chắc sự tình hoàn toàn không cần thiết lãng phí một viên kim văn linh đan linh đan vào miệng là tan thuần khiết thả dư thừa nguyên khí dũng mãnh vào quan tử ngạo trong cơ thể hắn cảm giác thân thể cảm giác mệt nhọc trở thành hư không toàn thân một trận tô sàng nguyên khí bổ sung xong, quan tử ngạo nhìn thẳng vào Lâm Huyền. Ta hiện tại không muốn biết ngươi từ đâu mà đến. Cũng không muốn biết Lâm Huyền tên này là thật là giả. Ta chỉ muốn biết nếu chúng ta liên thủ tìm kiếm xong cổ mộ. Người có thể hay không ở phía sau bối thọc ta một đao. Tiền tài bảo vật đều có thể loạn người mắt hiện tại Lâm Huyền chịu cho hắn Kim Văn Linh Đan. Có lẽ phát hiện bảo vật sau là có thể nhất kiếm đâm thủng hắn phía sau lưng lâm huyền thập phần nghiêm túc trả lời sẽ không quan tử ngạo không biết có hay không tin tưởng hắn lại lần nữa đã mở miệng nói ra chính mình nhu cầu nghe đồn hồn sư hạ táng khi bên người đều sẽ phóng có một con thiên tầm độc thiềm để tránh có độc trùng xâm hại thân thể thiên tầm độc thiềm sau khi chết thân thể sẽ biến thành hóa thạch nội đan không hủy ta yêu cầu thiên tầm độc thiềm nội đan Lâm Huyền nhanh chóng từ thần sơn bí tịch trung điều ra, có quan hệ thiên tầm độc thiềm ghi lại. Thiên tầm độc thiềm nội đan, có thể cho tụ khí cảnh võ giả. Trực tiếp tấn chức một trọng cảnh giới. Có thần đạo công pháp ở, Lâm Huyền không cần thiên tầm độc thiềm nội đan. Hảo, về ngươi, ta yêu cầu, là hồn sư truyền thừa. Nghe được Lâm Huyền nói, quan tử ngạo trợn mắt há hốc mồm. Người muốn hồn sư truyền thừa, làm cái gì? tổng sẽ không muốn bỏ võ tu hồn đi thế gian sớm đã chứng thực hồn sư ti rằng cường đại nhưng suy nhược thân thể chú định vô pháp trường tồn lâm huyền lắc đầu ngươi không cần biết thiên tầm độc thiềm về ngươi truyền thừa về ta còn lại phát hiện chúng ta lại làm thương lượng quan tử ngạo thống khoái đáp ứng xuống dưới hảo quan tử ngạo thu pháp bảo cùng lâm huyền cùng đi vào mộ môn mộ phía sau cửa như cũ là một cái đường đi thập phần rộng mở này đường đi trên vách tường nạm đầy ánh trăng thạch trong dũng đạo tràn ngập ánh sáng tựa như ban ngày lâm huyền cùng quan tử ngạo lập tức về phía trước đi đi tới đi tới lâm huyền trong lòng chợt sinh cảnh giác trước dừng lại quan tử ngạo dừng lại bước chân khó hiểu nhìn về phía lâm huyền làm sao vậy lâm huyền hỏi chúng ta đã đi bao lâu rồi đại khái nửa nén hương thời gian. Lâm Huyền giải thích nói, chúng ta hai người đi cũng không chậm, đi rồi lâu như vậy. Lại như cũ không có thể đi ra này đường đi. Quan tử ngạo hướng về trước người nhìn lại, phía trước con đường, nhìn không tới cuối. Này đường đi, phảng phất không có cuối. Lâm Huyền xoay người, phía sau con đường, cũng là nhìn không tới cuối. Này hồn sư cổ mộ, vốn là tu rất sâu, nếu là ở đào như vậy lớn lên đường đi thập phần khó khăn. Nếu ta không đoán sai nói, chúng ta hai người, chỉ sợ là tại chỗ đạp bộ. Quan tử ngạo lập tức minh bạch lâm huyền ý tứ. Dừng chân tại chỗ, người là nói, chúng ta thân ở ảo cảnh. Lâm huyền gật gật đầu, hắn bắt đầu hồi ức chính mình khi nào chung ảo giác. Ta đã biết, là lửa khói. Tại hạ mộ điều thứ nhất đường đi, hai sườn đèn tường thiêu đốt là màu xanh lục lửa khói lại này lửa khói tản ra một loại linh hồn dao động đệ nhị điều đường đi chung ánh trăng thạch tản ra một loại khác linh hồn dao động đơn độc một loại linh hồn dao động cũng không thương tổn lâm huyền lúc này mới không có nhận thấy được mà đương hai loại linh hồn dao động hỗn hợp liền làm cho bọn họ chúng ảo thuật quan tử ngạo sắc mặt khó coi hiện tại làm sao bây giờ linh hồn kỹ xảo quá mức thần bí ta đối này không hiểu nhiều lắm không biết phá giải phương pháp. Trước ngừng ở tại chỗ, ta tới nghĩ cách. Lâm Huyền tiến vào Thần Sơn, Linh Hồn Kỹ xảo Thần Sơn trung cũng không ghi lại. Nhưng ở trận sư trong truyền thừa lại là có giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp. Trận sư trong truyền thừa có một loại trận pháp gọi là ảo trận. Có thể cho Lâm vào trong trận người, sinh ra ảo giác. Ảo thuật trực tiếp tác dụng với linh hồn, hai người chi gian nguyên lý tuy rằng bất đồng, bản chất lại là có hiệu quả như nhau chi diệu. Thực mau, Lâm Huyền liền ở bí tịch chung, tìm được rồi phá giải trước mắt khốn cục phương pháp. Quan tử ngạo chỉ thấy Lâm Huyền bỗng nhiên nhắm lại mắt đang muốn mở miệng dò hỏi. Lại thấy hắn mở bừng mắt. Bất đồng chính là, đương Lâm Huyền mở to mắt khi, trong mắt hắn, lập lè tự tin thần thái. Người có nguyên thạch sao? Lâm Huyền nguyên thạch đều để lại cho béo hổ ôn hòa thiên vũ. Có, quan tử ngạo từ nguyên giới trung lấy ra một trăm cái hạ phẩm nguyên thạch này đó có đủ hay không đủ rồi lâm huyền đem một quả nguyên thạch nhéo trong tay ngón tay cái chỉ bụng ở nguyên thạch thượng nhẹ nhàng vuốt ve quan tử ngạo mở to hai mắt hắn rõ ràng nhìn đến có mảnh vụn từ nguyên thạch thượng rơi xuống chỉ chốc lát sau lâm huyền dịch khai ngón cái nguyên thạch thượng xuất hiện một đạo kỳ lạ ký hiệu quan tử ngạo nhận ra tới, đây là trận sư liệt trận sử dụng trận phù. Hắn ở trong lòng cả kinh nói, Lâm Huyền vẫn là trận sư. Giống nhau trận sư không đều là dùng khắc châm tới điêu khắc trận phù sao. Hắn chỉ dùng ngón tay, sợ này đây chỉ vì kiếm. Tiết ra ngoài nguyên khí ngưng tụ thành kiếm khí. Phải đối nguyên khí có bao nhiêu cường khống chế lực mới có thể làm được loại tình trạng này quan tử ngạo tâm trầm xuống lại trầm đừng nhìn lâm huyền cảnh giới không bằng chính mình nếu là cuối cùng thật sự nhân tài trở mặt hoàn thành lâm huyền chỉ dùng thời gian rất ngắn liền hoàn thành sở hữu trận phù hắn đem trận phù bày biện ở chính mình cùng quan tử ngạo bốn phía ngay sau đó phát động trận pháp đường đi ánh trăng thạch tản mát ra linh hồn dao động bị trận pháp cách ly hai người chung ảo thuật lập tức tiêu tán Lâm Huyền phát hiện, chính mình phía sau, đúng là mộ môn, từ đầu đến cuối. Bọn họ hai người liền đi rồi một bước. Chúng ta quả nhiên là tại chỗ đạp bộ. Nếu không phải có thần sơn, liền tính là đi đến chết, cũng sẽ không đi ra ảo cảnh. Quan tử ngạo càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hồn sư thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Hắn vừa mới thu hồi pháp bảo, thật sự là một cái ngu xuẩn lựa chọn. mươi 142 chân chính mộ thất người Pháp bảo chung Nguyên Thạch có thể kiên trì bao lâu? Nghe được Lâm Huyền dò hỏi, quan tử ngạo cắn răng nói. Nhiều nhất còn có thể kiên trì một canh giờ. Quan tử ngạo chấn hồn tháp, nãy địa cấp Pháp bảo, có thể chống đỡ linh hồn đánh sâu vào. Nhưng quan tử ngạo chỉ có tụ khí cảnh giới, vô pháp thúc giục địa cấp Pháp bảo. Chỉ có thể dựa chấn hồn tháp nội tồn chữ Nguyên Thạch chống đỡ Pháp bảo. Tháp nội Nguyên Thạch vô pháp đổi mới sao? quan tử ngạo cười khổ, địa cấp pháp bảo. Đắc dụng trung phẩm nguyên thạch mới có thể thúc giục. Một quả trung phẩm nguyên thạch nội tồn chữ nguyên khí. Tương đương với một ngàn cái hạ phẩm nguyên thạch thập phần hy hi hữu Chớ nói Càn Châu, toàn bộ đế quốc cũng lộng không đến quá nhiều. Nói cách khác, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở mộ trung đãi một canh giờ. Đối mặt tràn ngập không biết cổ mộ, một canh giờ, thật sự là quá gấp gáp lâm huyền bỗng nhiên nghĩ tới chính mình trong lòng ngực bạch linh nhi bạch linh nhi liền hoang long linh hồn đánh sâu vào đều có thể chống đỡ được vì sao vừa mới chính mình chúng ảo thuật nó lại một chút nhắc nhở đều không có đâu bạch linh nhi lâm huyền gọi một tiếng hắn trong đầu vang lên bạch linh nhi mơ mơ màng màng thanh âm ân cái này âm điệu vừa nghe chính là ngủ bị đánh thức không tình nguyện lâm huyền bất đắc dĩ như vậy khẩn trương thời điểm bạch linh nhi thế nhưng ngủ rồi bạch linh nhi ngươi đừng ngủ bạch linh nhi thanh tỉnh lại đây từ lâm huyền trong lòng ngực chui ra đầu nó nhìn quét bốn phía đã mở miệng thật kỳ lạ linh hồn dao động lâm huyền vừa mới ngươi chúng ảo thuật đúng vậy nếu là ngươi không ngủ ta cũng không đến mức dừng chân tại chỗ một nén nhang thời gian a bạch linh nhi làm nũng ngượng ngùng a vừa mới quá vây láp ta bảo đảm không ngủ lâm huyền sửng sốt một chút hắn bỗng nhiên phát hiện bạch linh nhi nói chuyện không nói láp bạch linh nhi người thanh âm bạch linh nhi nghịch ngợm cười nói ta cảnh giới tăng lên trong huyết mạch truyền thừa càng thêm hoàn chỉnh ta đã hoàn toàn nắm giữ các người nhân loại ngôn ngữ sẽ không giống phía trước như vậy nói chuyện không nhanh nhẹn như thế chuyện tốt giao lưu lên không có trước kia như vậy lao lực Quan tử ngạo nhìn Lâm Huyền trong lòng ngực Bạch Linh Nhi, kỳ quái hỏi. Người linh thú, Lâm Huyền gật gật đầu, chưa từng có nhiều giải thích Bạch Linh Nhi thân phận đặc thù. Không làm cho ngờ vực tốt nhất. Thời gian cấp bách chúng ta nắm chặt thời gian hành động đi. Hảo, quan tử ngạo một lần nữa phóng xuất ra chấn hồn tháp đem hai người bao phủ lên. Lâm Huyền thu trận, lập tức hành động lên. Không có ảo thuật gần dùng nửa chén trà công phu. Lâm Huyền cùng quan tử ngạo hai người liền vọt tới đường đi cuối. Nhưng mà đường đi cuối lại là có hai điều ngã rẽ. Quan tử ngạo trao mày. Đi nào một cái, chúng ta nhưng không không có thời gian từng điều đi sớm. Lâm Huyền thần sắc cũng là ngưng trọng này nhưng như thế nào cho phải. Đang lúc hắn cau mày khổ triển hết sức, Bạch Linh Nhi thanh âm từ hắn trong đầu vang lên. Bên phải linh hồn dao động lớn hơn nữa một ít lâm huyền tinh thần chấn động lập tức đối quan tử ngạo nói đi bên phải quan tử ngạo trong lòng không có chủ ý chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lâm huyền phán đoán hai người chạy vào phía bên phải ngã rẽ lại chạy mấy chục bước sau lại là hai điều chỗ rẽ quan tử ngạo nhịn không được chửi ầm lên đây là tu mê cung sao bạch linh nhi thanh âm lại lần nữa vang lên bên trái Lâm Huyền không chút do dự tiến vào bên trái ngã rẽ, Quan Tử Ngạo vội vàng đuổi theo. Dọc theo đường đi, hai người tổng cộng đụng vào 12 điều chỗ rẽ. Mới rốt cuộc là đi ra ngoài. Nếu không phải có Bạch Linh Nhi, hai người tuyệt không khả năng ở một canh giờ nội. Đi ra mê cung, Lâm Huyền trước người, lại lần nữa xuất hiện một đạo mộ môn. Bạch Linh Nhi nhắc nhở nói: "Bên trong có cái đáng sợ ra hỏa, người nhất định phải tiểu tâm a." lâm huyền ừ một tiếng cùng con rối chiến đấu khi hắn cũng đã biết cổ mộ chủ nhân linh hồn còn vẫn chưa tiêu tán bất quá hắn cũng không sẽ bởi vậy cảm thấy sợ hãi đối phó linh hồn hắn có độc nhất vô nhị sát chiêu thần sơn liền hoang long linh hồn đều trốn bất quá ngàn vị đại đế liên thủ bắt giết kẻ hèn một cái hồn sư lại có thể nhảy ra như thế nào bọt sóng nhưng hồn sư quá mức thần bí lâm huyền như cũ vẫn duy trì mười phần cảnh giác đạo thứ hai mộ môn cùng trước một đạo mộ môn tương đồng khắc có yêu thú tranh đấu đồ án quan tử ngạo mở miệng nói là cơ quan môn ta tới đối phó quan tử ngạo hai mắt nhìn chằm chằm mộ môn nghiêm túc đem mộ trên cửa đồ án mỗi một chỗ chi tiết đều nhớ nhập trong đầu hảo hắn hít sâu một hơi đi đến mộ trước cửa chỉ nghe ầm vang một tiếng mộ bên trong cánh cửa cơ quan, lập tức vận chuyển lên. Mộ trên cửa đồ án, bị nhanh chóng quấy dày. Quan tử ngạo duỗi tay động một khối đồ án, một cổ hấp lực từ mộ môn trung trào ra. Hút đi hắn một bộ phận nguyên lực. Quan tử ngạo sắc mặt nháy mắt trắng, tia chớp thu hồi tay. Di động cái thứ hai mộ trên cửa đồ án sở tiêu hao nguyên khí, so với cái thứ nhất mộ môn. Muốn nhiều hơn nhiều trừ phi hắn có thể một bước không tồi đem đồ án khôi phục như lúc ban đầu nếu không hắn nguyên khí tất nhiên không đủ vừa mới mộ trên cửa đồ án biến hóa tốc độ quá nhanh chẳng sợ hắn ký ức lại hảo cũng làm không đến nhớ kỹ mỗi một chỗ biến hóa một bước không tồi hắn làm không được lâm huyền đi đến mộ trước cửa mở miệng hỏi làm sao vậy quan tử ngạo tuyệt vọng nói ta chỉ sợ phá giải không được lâm huyền có chút kỳ quái rất khó sao? Đương nhiên khó. Quan Tử ngạo thiếu chút nữa không học máu, nếu là không khó, hắn có thể như vậy tuyệt vọng sao? Hắn vừa định cùng Lâm Huyền giải thích phá giải Mộ môn vì sao khó khi, lại thấy đến Lâm Huyền đem đôi tay đều đặt ở mộ trên cửa. Chờ một chút, vừa động mộ môn đồ án chính là muốn hao phí nguyên khí, nếu là Lâm Huyền nguyên khí hao hết. Hắn phá giải khi ai tới phụ trách cảnh giới? nhưng mà quan tử ngạo nói âm còn chưa lạc, chỉ thấy Lâm Huyền đôi tay hóa thành đạo đạo ảo ảnh. Hắn thủ hạ mộ môn đồ án, lấy tốc độ kinh người biến hóa. Bất quá tam tức thời gian, Lâm Huyền dừng tay. Đều không phải là hắn nguyên khí hao hết, mà là mộ trên cửa đồ án, đã khôi phục như lúc ban đầu. Âm âm âm, cùng với mộ môn chậm rãi mở ra, quan tử ngạo miệng càng dài càng lớn. Ngươi, ngươi làm như thế nào được? hắn xem thập phần rõ ràng ở hoàn nguyên mộ môn đồ án khi lâm huyền một bước sai lầm đều không có lâm huyền biểu tình bình tĩnh ta có xem qua là nhớ bản lĩnh nhưng phàm là lâm huyền xem qua đồ vật cả đời đều sẽ không quên cũng đúng là bởi vì điểm này hắn mới có thể ở mặt thế bị tám vị đại đế lựa chọn ban cho thần sơn kế thừa một trăm triệu ba nghìn vạn bổn bí tịch quan tử ngạo chịu phục mộ môn mở ra lúc sau, đó là chân chính mộ thất. Mộ thất rất lớn, xếp đặt đồ vật lại cực nhỏ, chỉ có mộ thất trung ương một cái thạch quan. Chọc người chú mục, Bạch Linh Nhi nhắc nhở nói. Lâm Huyền, linh hồn giao động nơi phát ra, liền ở thạch quan trung. Lâm Huyền gọi ra kinh hồng kiếm, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm đang ở buông xuống. Quan tử ngạo hưng phấn thấp giọng hô ta nhìn đến thiên tầm độc thiêm. Lâm Huyền theo quan tử ngạo ánh mắt nhìn lại ở thạch quan một góc. Quả nhiên có một con đã biến thành hóa thạch thiên tầm độc thiêm. mươi 143 lưu hồn chiến khôi. Quan tử ngạo bộ dáng hưng phấn không thôi, chỉ cần bắt được thiên tầm độc thiềm nội đan. Hắn liền có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Chờ một chút, Lâm Huyền cấp quan tử ngạo bát bồn nước lạnh. Không cần tới gần, quan tử ngạo khó hiểu, thạch quan liền ở trước mắt, vì cái gì không cần qua đi lâm huyền giải thích nói thạch quan bên trong gia hỏa còn chưa có chết thấu đâu quan tử ngạo kinh ngạc một chút không chết thấu lâm huyền ngươi đây là có ý tứ gì hồn sư đều biến mất thượng trăm triệu năm sao có thể không chết thấu lâm huyền nhắc nhở nói còn nhớ rõ kia sáu cái con dối sao ngươi có hay không nghĩ tới nếu là không người thao tác chúng nó là như thế nào động lên Nghe được Lâm Huyền giải thích, quan tử ngạo kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hồn sư quá mức thần bí, chỉ xuất hiện ở truyền thuyết bên trong, như thế nào đối phó? Quan tử ngạo cũng không rõ ràng. Nhưng Lâm Huyền là có biện pháp. Chỉ cần đem thạch quan trung hồn sư kéo vào thần sơn bên trong, mặc hắn lại cương. Cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đem người pháp bảo cho ta, ta tới đối phó quan tử ngạo không có do dự, đem chấn hồn tháp cho Lâm Huyền, đều tới rồi này một bước. Hắn cũng không nghĩ, từ bỏ. Lâm Huyền đem chấn hồn tháp nắm trong tay, đi đến thạch quan trước mặt, hắn trong lòng. Mạc danh có một cổ áp lực đè ép xuống dưới. Lâm Huyền có một loại cảm giác, có một đôi mắt, cách thạch quan, chính nhìn chính mình. Bạch Linh Nhi nhắc nhở nói. Cẩn thận, Lâm Huyền hít sâu một hơi, vận chuyển thần đạo công pháp, cuồng bạo khí thế từ hắn trong lòng bàn tay trào ra. Phiên vân trưởng, lâm huyền một trưởng chụp ở thạch quan thượng, chỉ nghe phanh. Một tiếng vang lớn, thạch quan tức khắc gian chia năm xẻ bảy. Ở bay tán loạn đá vụn chung, Lâm Huyền thấy được một đạo hắc ảnh. Hướng về chính mình đánh úp lại. Hừ, Lâm Huyền sớm có dự bị, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay kinh hồng kiếm. Hướng về trước người chém tới. Đoạn mộng kiếm pháp kinh hồng trên thân kiếm, lôi mang lập lòe, nhưng mà chạm ở hắc ảnh thượng. Lại là hung hăng run lên, không thể thiết nhập nửa phần. Cứng quá, Lâm Huyền rốt cuộc thấy rõ, hắn trước mặt là một cái cùng loại với con rối giống nhau tồn tại. Bất đồng chính là, vô luận là hồn sư con rối vẫn là nhân loại con rối Đều có thể nhìn đến khớp xương, không có khớp xương, con rối như thế nào động lên. Lâm Huyền trước người ra hỏa, quả thực là một cái cục sắt cả người đen nhánh. Đừng nói là khớp xương, trên người liền một tia khe hở đều nhìn không tới. Nhưng mà chính là như vậy một cái cục sắt thi triển ra động tác nhanh chóng thả linh hoạt. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Lâm Huyền tránh đi con rối công kích nghiêng người lại là nhất kiếm. Đoạn mộng kiếm pháp, che kín lôi mang kinh hồng kiếm, lại một lần chạm ở con rối trên người. Như cũ là phanh, một thanh âm vang lên, lâm huyền hổ khẩu tê dại. Có thể chém sắt như chém bùn kinh hồng kiếm, như cũ là vô pháp tại đây cụ con rối trên người. Lưu lại chút nào dấu vết. Đột nhiên, Bạch Linh Nhi kinh thanh nhắc nhở. Lâm huyền, cẩn thận. Lâm huyền mày nhảy dựng, chỉ thấy con rối duỗi tay bắt được kinh hồng kiếm. Làm hắn vô pháp thoát đi. Theo sau, một đạo khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng. Từ con rối trên người bộc phát ra tới linh hồn đánh sâu vào trong nháy mắt lâm huyền trong tay trấn hồn tháp nở rộ ra rượu nhãn kim mang kim mang thực mau tiêu tán đi xuống lâm huyền có thể cảm ứng được trong tay trấn hồn tháp nhẹ nhàng run lên lỗ tai hắn nhanh nhạy nghe được một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh toái chính là nguyên thạch trấn hồn trong tháp trung phẩm nguyên thạch lâm huyền cùng quan tử ngạo nội tâm đồng thời căng thẳng đến tột cùng rất mạnh linh hồn đánh sâu vào mới có thể nháy mắt làm chấn hồn tháp mất đi hiệu lực. Quan tử ngạo hoảng hốt, hắn dự cảm tới rồi tử vong. Lâm Huyền như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, hắn đem ý chí của mình chìm vào thần sơn bên trong. Lâm Huyền nhanh chóng lật xem ghi lại có hồn sư truyền thiết bí tịch. Thực mau liền tìm đến về trước mắt con rối ghi lại. Lưu hồn chiến khôi, đây là cường đại hồn sư sau khi chết bảo tồn linh hồn vật chứa nhưng làm linh hồn trường lưu thế gian này cứng rắn đại đế cường giả đều không thể đánh nát liền đại đế cường giả đều hủy không được này độ cứng quả thực có thể cùng cửu chuyển đài sen có liều mạng liền tính ta thi triển bá thể thần công cũng không có khả năng phá hủy này lưu hồn chiến khôi cần thiết đến ngẫm lại biện pháp khác đúng lúc này lưu hồn chiến khôi nội nhớ tới phẫn nộ thanh âm hèn mọn phàm nhân ngươi không nên quấy dày bản tôn nghỉ ngơi hiện tại ngươi phải vì này trả giá đại giới phàm nhân lâm huyền trong lòng cười lạnh ra hỏa này thật đúng là đem chính mình đương thần hắn không để ý đến đối phương hồi ức vừa mới ở bí tịch nhìn thấy nội dung có thể thao túng lưu hồn chiến khôi hồn sư cảnh giới cực cao có đoạt xá năng lực gặp được cần phải cẩn thận đoạt xá cái gọi là đoạt xá chính là linh hồn của chính mình chiếm cứ người khác thân thể sống sót lâm huyền từ mạt pháp thời đại trọng sinh đến bây giờ dùng đồng dạng là người khác thân thể cũng là đoạt xá lâm huyền trong lòng có chủ ý chỉ cần làm đối phương đoạt xá chính mình hồn sư linh hồn nhất định phải thoát ly lưu hồn chiến khôi đối phương ở hồn sư trung thuộc về cường giả tồn tại bình thường sao sao tự nhiên là chướng mắt chỉ cần ta có thể bày ra ra làm hắn kinh ngạc cảm thán thân thể cường độ hắn tự nhiên sẽ nhịn không được đoạt xá Lâm Huyền chủ ý đã định, phía dưới liền đi vui sướng tràn trề chiến đấu một hồi. Quan tử ngạo, ngươi lui xa một ít. Quan tử ngạo không biết Lâm Huyền vì sao phải làm chính mình như vậy làm. Nhưng lúc này chấn hồn tháp mất đi hiệu lực, hắn không lùi cũng không được. Thấy quan tử ngạo về phía sau thối lui, lưu hồn chiến khôi nội. Lại lần nữa vang lên phẫn nộ tiếng hô. Đi sao? Nói, hắn liền phải hướng về quan tử ngạo sát đi đối thủ của ngươi là ta. Lâm Huyền thi triển thần đạo bộ pháp, ngăn lại lưu hồn chiến khôi. Phàm nhân, ngươi tìm chết. Lưu hồn chiến khôi một quyền tạp hướng Lâm Huyền, này lực lượng, không dưới hai vạn cân. Lâm Huyền biết kinh hồng kiếm đối lưu hồn chiến khôi không có hiệu quả. Dứt khoát thu vào nguyên giới, đồng dạng oanh ra một quyền. Xong quyền va chạm, oanh, Lâm Huyền cùng lưu hồn chiến khôi đồng thời lui về phía sau ba bước. Lâm Huyền mặt mang mỉm cười. Lưu hồn chiến khôi nãi vật chết, không có biểu tình. Nhưng từ lưu hồn chiến khôi nội phát ra thanh âm, lại là có dao động. Người một giới phàm nhân, nơi nào đến tới như thế đại lực lượng. Lâm Huyền châm chọc nói. Là ngươi quá yếu. Lâm Huyền lời này, thành công chọc giận lưu hồn con dối trung hồn sư. Chết đi. Lưu hồn con dối lại lần nữa tạp ra một quyền, này một quyền, khủng có tam vạn cân lực lượng lâm huyền ánh mắt trở nên sắc bén lên trong thân thể hắn vô cấu nguyên khí ở kinh mạch nội lưu chuyển dung nhập trong cơ thể mỗi một chỗ theo nguyên khí dễ chịu lâm huyền thân thể trở nên vô cùng cường đại bá thể thần công lâm huyền thi triển ra bá thể thần công cuồng bạo khí thế bỗng nhiên bùng nổ thần đạo quyền pháp lâm huyền ra quyền so lưu hồn chiến khôi chậm lại là phát sau mà đến trước cường đại bạo phát lực mang lên một trận gió bão oanh lần thứ hai xong quyền tương giao lúc này đây lâm huyền một bước chưa lui mà lưu hồn chiến khôi lại bay ngược đi ra ngoài cả người khảm nhập mộ thất vách tường chung ở nơi xa chiếu cố quan tử ngạo trợn mắt hà hốc mồm tựa hồ là bị dọa choáng váng hắn nhìn đến lưu hồn con dối oanh ra khủng bố một quyền khi hắn vốn tưởng rằng lâm huyền chết chắc rồi nhưng mà hiện tại hắn dùng sức xoay chính mình một chút tới xác định cùng với có phải hay không vẫn cứ thân ở ảo cảnh. T, đau quá. Chương 144 đoạt xá. Quan Tử Ngạo bị chính mình vặn đau ra nước mắt. Hắn đã tin tưởng chính mình nhìn đến đều không phải là ảo giác mà là thật sự. Chỉ là hắn không thể tin. Lâm Huyền như thế nào như vậy cương? Lâm Huyền bày ra ra cảnh giới, Quan Tử Ngạo tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không phán đoán. Sai lầm, tụ khí tam trọng cảnh giới so chính mình tụ khí sáu trọng cảnh giới, còn muốn thấp tam trọng. Tụ khí tam trọng cảnh giới lực lượng, chẳng lẽ không nên là sáu nghìn cân sao? Vừa mới lâm huyền ngăn trở lưu hồn chiến khôi tiếp cận hai vạn cân công kích. Hắn đã là kinh ngạc khó có thể miêu tả, nhưng tựa như chính mình có chấn hồn tháp như vậy bảo vật giống nhau. Lâm huyền thân phận thần bí, cũng rất có khả năng người mang bảo vật. Làm hắn bạo phát lực thành tăng gấp bội thêm, đánh ra hai vạn cân trọng lượng. Nhưng hai người lần thứ hai giao thủ, Lâm Huyền đem đánh ra tam vạn cân lực lượng lưu hồn chiến khôi đánh bay. Quan Tử Ngạo run lập cập, đơn nói lực lượng này đã là hóa nguyên cảnh cường giả phạm trù. Để cho Quan Tử Ngạo cảm thấy đáng sợ chính là Lâm Huyền rõ ràng thi triển nào đó cường hóa thân thể bí pháp, tuyệt phi pháp bảo uy lực. Nói cách khác, đây là Lâm Huyền bản thân thực lực. Quan Tử Ngạo âm thầm lau đem hãn, hắn vừa mới vẫn luôn ở đề phòng Lâm Huyền thậm chí còn giấu giếm một tay sát chiêu nhưng hiện tại xem ra chính mình sát chiêu ở lâm huyền bày ra ra lực lượng trước mặt căn bản chính là cái chê cười tới khi đường đi đã sụp xuống quan tử ngạo đã nhận thức đến hắn tuyệt đối không phải là lưu hồn chiến khôi đối thủ chính mình có thể hay không sống sót toàn xem lâm huyền hắn ở trong lòng âm thầm vì lâm huyền đổ mồ hôi nhất định phải thắng a Lưu hồn chiến khôi từ trên mặt tường rút ra thân thể. Một đôi thiết trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Mặc dù nó không nói gì, Lâm Huyền cũng có thể cảm nhận được nó phẫn nộ. Lâm Huyền hít sâu một hơi, trong cơ thể nguyên khí lại lần nữa điên cuồng vận chuyển. Hắn toàn thân phát ra ca ca, động tĩnh thanh, bá thể thần công uy lực lại lần nữa tăng lên. Luyện liền bá thể thần công sau, cùng cấp bậc võ giả. Đã hoàn toàn vô pháp cùng Lâm Huyền đối luyện giờ phút này trước mặt có cái đánh không hủy bồi luyện lâm huyền như thế nào buông tha không đợi lưu hồn chiến khôi lại lần nữa đánh úp lại lâm huyền dẫn đầu động lâm huyền khinh thân giết đến lưu hồn chiến khôi trước người thần đạo quyền pháp oanh lâm huyền một quyền hung hăng nện ở lưu hồn chiến khôi ngực thượng lâm huyền vốn tưởng rằng sẽ đem nó lại một lần tạp phi không nghĩ tới lại là lưu hồn chiến khôi hai chân một bước chưa lui lực lượng lại lần nữa tăng lên sao? Lâm Huyền Hảo không do dự đánh ra một khác quyền. Song Long ra biển, Lâm Huyền song quyền đồng thời oanh ở lưu hồn chiến khôi ngực thượng, song quyền trồng lên. Lực lượng gấp đôi, nhưng mà lưu hồn chiến khôi cũng bất quá lui nửa bước. Có thể làm bản tôn vận dụng toàn lực đáng giá ngươi kiêu ngạo. Lâm Huyền hỏi ngược lại, đây là ngươi toàn lực sao? Dứt lời, Lâm Huyền lực lượng lại lần nữa bùng nổ trực tiếp đem lưu hồn chiến khôi đánh bay đi ra ngoài lâm huyền còn lưu có thừa lực bất quá mặc kệ lâm huyền lực lượng lại chướng mấy thành cũng vô pháp đối lưu hồn chiến khôi tạo thành bất luận cái gì thương tổn nếu không phải hồn sư không tinh võ đạo nếu không chỉ dựa vào hắn thân thể này là có thể nhẹ nhàng giết chết ta đãi ta được đến hồn sư truyền thừa sớm chút đem cửu phẩm đài sen luyện chế thành phần thân mới hảo nếu là có liền trí tôn đều khó phá hủy cửu phẩm đài sen phân thân, kẻ hèn lưu hồn chiến khôi. Ở trước mặt ta, như thế nào có thể kiêu ngạo? Lưu hồn chiến khôi lại lần nữa đứng dậy, nó cũng không có lập tức tiến công, mà là đã mở miệng. Phàm nhân, ngươi thực đặc biệt. Ở bản tôn tồn tại thời điểm, đã từng gặp qua rất nhiều võ đạo người trong thiên tài. Lại không một không kịp ngươi. Bản tôn đối với ngươi rất có hứng thú, ngươi nếu là có thể ở trong tay ta kiên trì mười chiêu bản tôn cho ngươi một cái khen thưởng. Khen thưởng, Lâm Huyền cười lạnh, địch nhân trong miệng khen thưởng, vĩnh viễn sẽ là nhất tàn nhẫn đối đãi. Mười chiêu, làm ngươi lại thêm mười chiêu đi. Lâm Huyền lạnh nhạt trả lời, lại một lần khơi màu lưu hồn chiến khôi nội hồn sư phẫn nộ. Hảo một cái răng nanh răng nhọn tiểu quỷ. Bản tôn xem ngươi mạnh miệng có thể nói tới khi nào. Lưu hồn chiến khôi sát hướng Lâm Huyền, nó trên người bộc phát ra khí thế, so với phía trước cường đại mấy lần toàn lực lâm huyền đồng dạng bùng nổ toàn lực cùng lưu hồn chiến khôi va chạm ở bên nhau nhất chiêu hai chiêu ba chiêu tia chớp thời gian lâm huyền đã cùng lưu hồn chiến khôi giao thủ ba chiêu trên mặt hắn thần sắc không những không có dần dần ngưng trọng ngược lại trở nên càng thêm nhẹ nhàng lên bởi vì lâm huyền phát hiện lưu hồn chiến khôi thi triển ra chiêu thức thật sự là quá non nớt chớ nói hắn dùng hoàn mỹ vô khuyết thần đạo quyền pháp ứng đối. Liền tính dùng càng cấp thấp phục hổ quyền cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Lâm Huyền thực mau suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó. Hồn sư hưng thịnh cái kia niên đại, võ đạo vừa mới khởi bước cũng không lợi hại võ kỹ. Mà trải qua vô số đại võ giả hưng suy, võ kỹ hệ thống từng bước hoàn thiện. Cường đại không biết nhiều ít lần lưu hồn chiến khôi nội hồn sư, cũng phát hiện không ổn, giao thủ đến thứ bảy chiêu thời điểm. Hắn đã hoàn toàn loạn nhập hạ phong. Người đây là cái gì võ kỹ? Lâm Huyền diễn ngược nói. Đây là dạy cho ba tuổi tiểu hài tử cường thân kiện thể cơ sở võ kỹ, người tự xưng vì thần. Không nghĩ tới lại là chỉ biết khoác lác ngân thương sáp đầu. Mười chiêu, người có thể tiếp được ta thứ tám chiêu sao? Rất lời, Lâm Huyền khí thế chợt thay đổi, hắn nắm tay bỗng nhiên huyễn hóa ra vô số đạo ảo ảnh. Mỗi một đạo ảo ảnh quyền tích đều không phải đều giống nhau. Ở lưu hồn chiến khôi nội hồn sư xem ra, lâm huyền ở trong nháy mắt. Thì triển ra hơn một ngàn loại bất đồng quyền pháp. Không có khả năng, lưu hồn chiến khôi lại một lần bị oanh bay ra đi, tạp nhập mộ thất vách đá chung. Phàm nhân, ngươi tìm chết. Cùng với này gầm lên giận dữ, lâm huyền giữa mày bỗng nhiên đau xót ngay sau đó linh hồn của hắn phẳng phất có mười mấy chỉ tay dùng sức xé rách lập tức đã bị xé thành mảnh nhỏ linh hồn đánh sâu vào hồn sư lớn nhất bản lĩnh là đối linh hồn công kích lâm huyền trải qua hơn thứ cường hóa linh hồn gần căng tam tức liền phải chịu đựng không nổi bạch linh nhi không cần lâm huyền nhắc nhở bạch linh nhi hồn lực lập tức dũng mãnh vào lâm huyền linh hồn bên trong hai người thành lập quá linh hồn câu thông, có thể lẫn nhau trợ giúp. Bạch Linh Nhi hồn lực nhập thể, Lâm Huyền lập tức liền nhẹ nhàng rất nhiều. Di, lưu hồn chiến khôi trung truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh. Người linh hồn thế nhưng như thế cường đại. Bản tôn vốn định lại ngủ say vạn năm, luyện thành tuyệt thế hồn kỹ. Bất quá thân thể của ngươi thực sự vạn năm khó gặp nếu đụng phải. Như vậy buông tha chẳng phải là bạo linh thiên vật bản tôn quyết định khen thưởng cho ngươi. Bản tôn muốn đoạt lấy thân thể của ngươi, hành tẩu với thế gian. Đây là ngươi vinh hạnh, tạ ơn lĩnh thưởng đi. Lưu hồn chiến khôi nháy mắt đi vào lâm huyền trước mặt, một tay bắt lấy lâm huyền bả vai. Đoạt xá, lưu hồn chiến khôi trung hồn sư, linh hồn xuất khiếu, chui vào lâm huyền cái chán. Thân thể của ngươi, là bản tôn. Hồn sư tiến vào chính mình trong cơ thể, lâm huyền không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng. Tương phản, hắn khóe miệng hiện ra một tia ý vị khó hiểu tươi cười. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào Thần Sơn. Thần Sơn Trung, Lâm Huyền cùng hồn sư cách không đối lập. Hồn sư đồng tử co chặt, không dám tin tưởng nhìn bốn phía. Đây là địa phương nào? Lâm Huyền bình tĩnh trả lời nói: "Ngươi tử địa." Hắn hồn lực bùng nổ, Thần Sơn Trung đại đế linh bài bắt đầu kích hoạt. Chương 145 Hồn sư chất nhĩ khác cùng lâm huyền đối lập hồn sư, nhìn thần sơn trung bài bài thềm đá thượng cống phụng linh bài. Nội tâm trở nên kinh hoàng lên. Theo linh bài kích hoạt, một đám đại đế linh hồn hiện lên ở thần sơn thượng. Cuồng bạo hồn lực bao phủ cả tòa thần sơn. Mai táng ở thần sơn trung đều là nhân loại tinh anh trong tinh anh. Sinh thời thấp nhất cảnh giới cũng là đại đế. Võ giả thân thể càng mạnh mẽ, linh hồn cường độ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên có lẽ như cũ không kịp hồn sư, nhưng lâm huyền triệu hồi ra đại đế, có vạn số. Ngay cả hoang long như vậy đáng sợ thượng cổ tồn tại. Cũng ở thần sơn trung bị xé thành mảnh nhỏ, một cái hồn sư, lại có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng. Lâm huyền đứng ngạo nghễ ở hồn sư trước mặt, nghiêm túc hỏi. Người nói muốn đoạt xá. Ai? Hồn sư quỳ, thật sự quỳ. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống lâm huyền trước mặt, đổ mồ hôi đầm đìa trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng cùng kinh hách. Ra tiểu nhân sai rồi. Lâm Huyền sửng sốt một chút, ra hỏa này, vừa mới còn cuồng vọng xưng hắn vì phàm nhân. Tự nhận là thần, tự xưng bản tôn, hiện tại nhìn đến mạn sơn đại đế, mặt so phiên thư còn nhanh. Lập tức nhận túng, người không phải muốn đoạt xá ta, lại thấy ánh mặt trời, hành tẩu giang hồ sao. Người không phải còn muốn ta tạ ơn lĩnh thưởng sao. Hồn sư toàn thân run như run rẩy ta liền thuận miệng vừa nói, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha ta đi. Lâm Huyền hoàn toàn vô ngữ. Nói như vậy, càng là cường đại người, lòng tự trọng càng cường. Như là trước mắt hồn sư cái này cấp bậc, thà chết chứ không chịu khuất phục mới đúng. Nhưng hắn như vậy nô lệ dạng. Lâm Huyền đều thế hắn cảm thấy vô sỉ. Người dạy ta như thế nào trở thành hồn sư, ta thả ngươi một con đường sống, như thế nào? nghe lâm huyền như vậy nói hồn sư lập tức đáp ứng xuống dưới hảo 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 ta giáo ta giáo lâm huyền trong lòng lửa nóng chỉ cần có thể được đến hồn sư truyền thừa hắn liền có thể không ngừng tăng lên hồn lực mở ra thần sơn truyền thừa bất quá lâm huyền cũng không có đem hưng phấn biến hiện tại trên mặt trước mắt hồn sư vì mạng sống có thể liền tôn nghiêm đều không cần loại người này khả năng thực túng cũng có thể là cái co được giãn được tàn nhẫn người. Người tên là gì? Gia tiểu nhân kêu chát nhĩ khác. Người ở hồn sư thuộc về cái gì cảnh giới? Hồn sư cùng võ giả giống nhau, cũng phân chín cảnh, chẳng qua không khởi hoa hòe loè loẹt tên. Trực tiếp dùng vừa đến chín xưng hô. Ta sinh thời nãi hồn tám cảnh. Lâm huyền thầm nghĩ trong lòng. Đổi làm võ giả thứ tám cảnh, là đại đế cảnh giới, đã đủ để dạy ta. Lâm Huyền tự hỏi một lát. Chát nhĩ khắc ta sợ ngươi xử trá, ngày sau ngươi liền lưu tại này thần sơn bên trong. Có mạn sơn đại đế cùng chí tôn cường giả trấn áp, lượng ngươi cũng không dám làm sằng làm bậy. Đối đãi ngươi đem một thân bản lĩnh truyền thụ cho ta, ta lại thả ngươi rời đi. Thậm chí có thể giúp ngươi tìm một khối cường giả xác chết, làm ngươi đoạt xá trọng sinh. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chát nhĩ khắc cho dù trong lòng một vạn cái không muốn cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, không có chính mình cho phép. Chát nhĩ khắc tuyệt đối trốn không thoát thần sơn. Lâm Huyền chuẩn bị rời đi cổ mộ sau, lại tìm hắn truyền thụ linh hồn tu luyện phương pháp. Chát nhĩ khắc ta hỏi ngươi, tới khi đường đi đã hủy hoại, ta nên như thế nào đi ra ngoài? Chát nhĩ khắc thành thành thật thật trả lời nói, ta ở thạch quan hạ để lại rời đi bí mật thông đạo. Lâm Huyền rời đi thần Sơn, trở lại thế giới hiện thực. Quan tử ngạo vừa mới nhìn đến lưu hồn chiến khôi nói đoạt xá hai chữ. Theo sau chảo một cái đã bắt được Lâm Huyền, ngay sau đó hai người đều bất động. Hắn vừa mới hô Lâm Huyền hai tiếng, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Bọn họ hai cái đây là làm sao vậy? Quan tử ngạo trong lòng làm kịch liệt dẫy giụa, sau đó quyết tâm tìm tòi đến tột cùng hắn thật cẩn thận đi đến lưu hồn chiến khôi phía sau chuẩn bị vận dụng mạnh nhất sát chiêu quanh hướng lưu hồn chiến khôi nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị động thủ hết sức lâm huyền bỗng nhiên mở mắt ngay sau đó lưu hồn chiến khôi ầm ầm ngã xuống đất không có hồn sư lưu hồn chiến khôi giờ phút này chỉ còn một khối vỏ rỗng thôi lâm huyền đem lưu hồn chiến khôi thu vào nguyên giới ngoạn ý nhi này tuy rằng không thể giống cửu chuyển đài sen giống nhau luyện chế phân thân nhưng ngày sau làm con rối khẳng định là phi thường dùng tốt quan tử ngạo ngây ngẩn cả người lâm huyền ngươi vẫn là ngươi sao lâm huyền gật gật đầu hồn sư đoạt xá thất bại đã bị ta giải quyết rớt hồn sư bị nhốt ở thần sơn sự tình hắn không thể nói cho những người khác quan tử ngạo nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn bị ngươi xử lý kia chính là nhất thần bí hồn sư đã từng đè nặng võ giả xưng bá đại lục tồn tại cứ như vậy bị lâm huyền xử lý lâm huyền không muốn tiếp tục đàm luận cái này đề tai hắn đi đến thạch quan nguyên bản bày biện vị trí vừa thấy quả nhiên có cơ quan hắn thúc đẩy cơ quan một cái bí ẩn đường đi xuất hiện ở hai người trước mặt từ cái này đường đi đi chúng ta là có thể rời đi Đúng rồi, lấy hảo ngươi thiên tầm độc thiêm. Ta vừa mới đánh nát thạch quan khi để lại sức lực, không có liền nó cùng nhau hủy hoại. Quan tử ngạo vội vàng tìm kiếm, quả nhiên tìm được rồi thiên tầm độc thiêm. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, có nó, chính mình cảnh giới liền có thể tăng lên một trọng. Ở châu tế võ đấu thượng biểu hiện, liền có thể càng thêm mắt sáng một ít. Quan tử ngạo đem thiên tầm độc thiêm thu vào nguyên giới, đối với lâm huyền chân thành nói câu. Cảm ơn. Làng bạt cổ mộ, Lâm Huyền có thể nói ra chín phần lực lượng, nhưng hắn nói được thì làm được. Cũng không có cùng chính mình cướp đoạt thiên tầm độc thiêm. Ở quan tử ngạo trong lòng, Lâm Huyền là cái bằng phẳng người. Lâm Huyền, ta không biết ngươi có hay không được đến hồn sư truyền thừa. Nhưng ta cần thiết khuyên ngươi một câu, không cần tu tập linh hồn kỹ xảo. Lâm Huyền mày một chọn. Vì sao? Quan tử ngạo nghiêm túc giải thích nói ta cũng là nghe trưởng bối nói lúc trước hoang dã thời kỳ nhân loại chia làm võ giả cùng hồn sư hai đại trận doanh khi đó võ giả phương pháp tu luyện cùng võ kỹ chưa hoàn thiện so với hồn sư muốn nhược nhiều nhưng cuối cùng võ đạo trở thành đại lục chính thống mà hồn sư sớm đã diệt sạch không biết nhiều ít năm tháng lâm huyền hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải bởi vì hồn sư chỉ tu linh hồn không tu thân thể duyên cớ sao thân thể suy nhược vô pháp chống lại thiên tai nhân họa hồn sư dần dần diệt sạch truyền thuyết là cái dạng này quan tử ngạo lắc đầu không đơn giản như vậy lâm huyền vừa mới ngươi cũng thấy rồi hồn sư thân thể tuy rằng nhược lại có thể thao tác mạnh mẽ con rối chiến đấu như thế nào không thể chống đỡ thiên tai nhân họa chân tướng tuyệt phi truyền thuyết như vậy đơn giản lâm huyền chân máy cau lại Quan tử ngạo nói rất có đạo lý, lưu hồn chiến khôi liền đại đế cường giả đều khó đánh nát. Trong thiên hạ, có bao nhiêu người giết chết ẩn thân trong đó hồn sư đâu? Lâm huyền thầm nghĩ trong lòng. Xem ra phải hảo hảo hỏi một câu chát nhĩ khác mới được. Lâm huyền mở miệng nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta trước rời đi cổ mộ bàn lại. Quan tử ngạo gật đầu, theo sát lâm huyền phía sau, rời đi đường đi. Này bí mật đường đi, đi thông càn thành ở ngoài. Trở lại mặt đất, Lâm Huyền cùng quan tử ngạo cáo biệt. Trước khi đi Lâm Huyền đối quan tử ngạo nói. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu. Chúng ta hai người còn sẽ gặp nhau. mươi 146 hồn sư bí văn. Nghe được Lâm Huyền nói, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu. Quan tử ngạo tổng cảm thấy Lâm Huyền đều không phải là nói trường hợp lời nói mà là bọn họ ngày sau thật sự sẽ gặp mặt. Hắn chắp tay, chúng ta đây ngày sau tái kiến. Cùng quan tử ngạo tách ra, Lâm Huyền tìm một an toàn nơi, lại lần nữa tiến vào hồn sơn. Chát nhĩ khắc, Lâm Huyền một kêu gọi, chát nhĩ khắc liền tung ta tung tăng chạy tới. Cực kỳ giống khen tặng chủ nhân chân chó. Ra, ngài tìm ta. Lâm Huyền hỏi hắn, ta muốn hỏi ngươi, các ngươi hồn sư, là như thế nào diệt sạch? quan tử ngạo nói, làm Lâm Huyền thập phần để ý. Hắn cần thiết biết rõ ràng chân tướng mới có thể. Chát nhĩ khắc do dự một chút, tựa hồ là ở suy xét có nên hay không nói. Lâm Huyền mặt lạnh nói. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng giấu giếm ta cái gì sao? Chát nhĩ khắc kinh ngạc một chút, tùy cơ đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn vươn thần sơn. Lâm Huyền tùy ý liền có thể đem hắn diệt sát chính mình có cái gì tư bản, đối lâm huyền lừa gạt hoặc là giấu giếm. Ra, không dối gạt ngài nói, chân chính nguyên nhân, ta cũng không biết. Lâm huyền quan sát kỹ lưỡng chát nhĩ khắc, đối phương cũng không có nói dối. Nhưng hắn chú ý tới, chát nhĩ khắc ngữ khí, cũng không xác định. Chân chính nguyên nhân ngươi không biết, nhưng là có phán đoán. Chát nhĩ khắc gật gật đầu. Ra ngài có điều không biết, các ngươi võ giả tu luyện chính là võ đạo. Chúng ta hồn sư tu luyện nãi hồn nói, võ đạo là đem thiên địa lực lượng cất chứa tự thân, mà hồn đạo tắc là dùng linh hồn đi điều động thiên địa chi lực. Hai loại đạo pháp tuy là trăm sông đổ về một biển, nhưng lúc trước hồn nói lại là chủ lưu. Ở cái kia niên đại, hồn sư mới là đại lục cường đại nhất tồn tại. Nhưng sau lại, theo hồn nói hoàn thiện, hồn sư đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ càng ngày càng thấu triệt. Chúng ta mơ hồ phát hiện một sự kiện Chát nhĩ khắc nói đến lúc này, ngữ điệu trầm xuống. Trong giọng nói tràn ngập khó hiểu. Còn có kính sợ. Lâm Huyền hỏi. Chuyện gì? Chát nhĩ khắc trầm mặc hồi lâu, mới phun ra một câu. Thiên đạo, có lẽ đều không phải là vật chết. Lâm Huyền ngơ ngẩn. Đây là ý gì? Chát nhĩ khắc giải thích nói. Tỉ như chúng ta nhặt lên một cục đá, lại buông tay, cục đá sẽ rơi xuống trên mặt đất tỉ như đầu gỗ có thể phiêu phù ở mặt nước mà cục đá lại sẽ chìm vào đáy nước. Tỉ như thủy có thể dập tắt lửa, hỏa nhưng luyện kim. Tỉ như mùa xuân bách hoa nở rộ mà mùa đông vạn vật điêu tàn Này đó chúng ta tập mãi thành thói quen sự tính. Đều ở tuần hoàn theo riêng quy tắc tồn tại thế gian. Này đó nguyên bản liền tồn tại quy tắc chúng ta xưng là thiên đạo. Lâm Huyền gật gật đầu, chát nhĩ khắc nói cái này, hắn có thể lý giải thiên đạo, lại kêu trời mà quy tắc, phàm là thế gian phi sinh linh sáng tạo quy tắc. Đều quy về cái này phạm chủ. Võ giả tu luyện, yêu cầu tuân thủ thiên đạo. Đàn sư luyện đan, cũng yêu cầu tuân thủ thiên đạo. Luyện khí sư rèn pháp bảo, đồng dạng yêu cầu tuân thủ thiên đạo. Thiên đạo từ nhân loại ra đời, phía trước liền tồn tại. Cho dù là mặt pháp thời đại vạn vật sắp diệt sạch khi, vẫn như cũ tồn tại thiên đạo, vĩnh hằng bất biến, cũng là vĩnh hằng bất diệt. Hiện tại chát nhĩ khắc nói cho Lâm Huyền, thiên đạo, khả năng đều không phải là vật chết. Hắn ý tứ thực minh xác thiên đạo đều không phải là ngay từ đầu liền tồn tại. Mà là nào đó tồn tại, sáng lập quy tắc. Thật giống như Càn Long Tông Trung Tông chủ cùng các trưởng lão vì đệ tử sáng tạo môn quy. Sao có thể, Lâm Huyền có chút không thể tin được nếu hồn sư nhóm suy đoán vì thật kia thiên đạo chính là có thể thay đổi. Thủy có thể giúp hỏa thiêu đốt, hồng mau chìm vào đáy nước thế giới. Vô pháp tưởng tượng, các ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chát nhĩ khắc lắc lắc đầu. Không có chứng cứ, nhưng là phàm là hồn sư cảnh giới vượt qua hồn bảy cảnh khi. Đều sẽ có loại cảm giác này. Lại sau lại, đáng sợ sự tình đã xảy ra. Hồn bảy cảnh hồn sư, thậm chí hồn tám cảnh, hồn chín cảnh hồn sư bắt đầu mạc danh chết đi. Không chỉ là sao sao tử vong, linh hồn cũng tiêu tán không thấy. Linh hồn tiêu tán, lâm huyền hoảng sợ, rách ngươi ở lưu hồn chiến khôi trung ẩn giấu trăm triệu năm. Thực lực sớm đã không bằng lúc trước, thậm chí trăm không tồn một. Toàn thịnh thời kỳ hắn, nãi hồn tám cảnh giới, đổi làm võ giả. Chính là đại đế giống nhau tồn tại. Loại này dẫm một chân đại lục đều phải chấn động một chút tồn tại. Vô duyên vô cớ mạc danh chết đi. Ai dám tin? Lâm Huyền khiếp sợ hỏi, chết như thế nào? Muốn giết chết như vậy cường giả, tổng muốn người càng mạnh ra ngựa mới được. Rách ngươi thở dài, chết bất đắc kỳ tử, không có chút nào dấu hiệu, liền đã chết. Rách ngươi trong mắt toát ra sợ hãi thần thái. Ta nhận thức ba cái hồn chín tuyệt thế hồn sư, chính là Lặng Yên không một tiếng động chết. Trong đó một người, chết ở ta trước mặt. Rách ngươi dừng một chút, tiếp tục nói, đúng là bởi vì sợ hãi ta cũng mặc danh chết đi, ta mới tự mình kết thúc. Đem linh hồn ẩn thân với lưu hồn con dối chung, hôn mê với ngầm. Lâm Huyền khiếp sợ, rốt cuộc ra sao loại lực lượng, bước cho hồn tám cường giả, tự mình kết thúc, bảo tồn linh hồn. Rách ngươi nghiêm túc hỏi, nghe ngươi vừa mới hỏi vấn đề, nếu ta không đoán sai. Hồn sư đã diệt sạch ở trên đời này đi. Lâm Huyền gật gật đầu. Rách ngươi thở dài, ta không biết ngươi vì sao muốn học tập linh hồn tu luyện phương pháp. Nhưng ta muốn khuyên ngươi, chớ có tự tìm tử lộ. Lâm Huyền không nghĩ tới, quan tử ngạo suy đoán, thế nhưng ở rách ngươi trong miệng. Nghiệm chứng, lúc này, Lâm Huyền cần thiết phải làm ra một cái lựa chọn. Học tập linh hồn tu luyện phương pháp, trở thành linh sư, muốn thừa nhận. Có thể làm hồn chín hồn sư mặc danh tử vong lực lượng đuổi giết cùng đà kích không học tập ngày sau muốn đau khổ truy tìm có thể tăng lên hồn lực linh thảo linh đan theo cảnh giới tăng lên càng ngày càng khó đối với hiện tại lâm huyền tới nói này không khác sống hay chết lựa chọn lâm huyền trầm tư một lát làm ra lựa chọn ta học lần này đến phiên rách ngươi kinh ngạc ngươi không sợ chết lâm huyền nghiêm túc giải thích nói so với mở nhạt trong biển người ta thà rằng đi xem đỉnh núi phong cảnh chẳng sợ chỉ là một cái chớp mát sáng nghe đạo tịch nhưng chết lại nói muốn giết ta lâm huyền muốn hỏi trước hỏi ta có đáp ứng hay không rách ngươi bị lâm huyền hào ngôn trí khí thật sâu khiếp sợ hắn hỏi ngược lại ngươi thật không sợ chết không sợ so với chết ta càng sợ tầm thường vô vi vượt qua cả đời rách ngươi dùng sức gật gật đầu ngươi đã có như thế quyết tâm ta dạy cho ngươi đó là rách ngươi trầm giọng nói ở ngủ say này đó năm tháng ta vẫn luôn ở tu luyện một cái thần bí hồn kỹ cái này hồn kỹ nãy chúng ta hồn sư đệ nhất hồn kỹ chỉ là chưa hoàn thiện ngươi có học hay không hồn sư đệ nhất hồn kỹ lâm huyền cười hắn đương nhiên muốn học học rách ngươi đi đến lâm huyền trước mặt duỗi tay đặt ở lâm huyền trên trán Lâm Huyền cảm giác chính mình linh hồn run lên, một cái kỳ diệu ký ức dũng mãnh vào trong đầu. Gần một lát, Lâm Huyền biên học xong linh hồn tu luyện phương pháp. Nguyên lai, like, linh hồn là như vậy tu luyện. Lâm Huyền trở lại thế giới hiện thực, hắn bàn hạ thân thể, vận chuyển bí pháp. Linh hồn thình lình xuất khiếu. Chương 147 tu luyện linh hồn. Lần đầu tiên linh hồn xuất khiếu, Lâm Huyền có một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác hắn trơ mắt nhìn chính mình phiêu ra thân thể hắn lâm huyền thân thể trái tim như cũ nhảy hô hấp cũng như cũ tại tiến hành người còn sống chỉ là không có linh hồn nếu là có người ở lâm huyền bên cạnh kêu gọi hắn sẽ không có bất luận cái gì phản ứng nguyên lai like đây là linh hồn xuất khiếu lâm huyền cảm giác chính mình khinh phiêu phiêu quanh thân quay chung quanh hồn lực bảo hộ yếu ớt linh hồn hắn nếm thử rời đi thân thể xa một ít, đi rồi ba bước. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ kinh người nguy cơ cảm. Mau dừng bước, chát nhĩ khắc hoảng sợ thanh âm vang lên. Người hiện tại linh hồn cường độ nhiều nhất chỉ có thể đi tới đến nơi đây. Lại đi phía trước đi, người sẽ bị thiên địa quy tắc mang đi. Rốt cuộc hồi không đến trong thân thể. Lâm Huyền hít sâu một hơi, may mắn chính mình cảm ứng nhạy bén. Nếu không liền phải gây thành đại họa hắn hỏi, chát nhĩ khắc ta hiện tại linh hồn cường độ có thể đạt tới cái gì cảnh giới? Hồn một cảnh vừa mới nhập môn. Lâm huyền vô ngữ, chính mình ăn như vậy nhiều có thể tăng lên hồn lực thiên linh địa bảo. Linh hồn cảnh giới, thế nhưng chỉ có vừa mới đột phá hồn một cảnh trình độ. Này thật sự là làm hắn không tưởng được. Cùng lúc đó, hắn trong lòng, có một cái khác nghi vấn. Có thể ngăn trở hoang long cùng chát nhĩ khắc linh hồn đánh sâu vào bạch linh nhi linh hồn đạt tới cái gì cảnh giới trát nhĩ khác giải thích nói ẩn thân ở ngươi trong lòng ngực tiểu yêu thú huyết thống thập phần hiếm quý nó trời sinh linh hồn cường đại chỉ sợ cũng là ta tồn tại thời điểm cũng rất khó ở linh hồn phương diện đối nó tạo thành thương tổn lâm huyền khiếp sợ vô cùng trát nhĩ khác tồn tại thời điểm chính là hồn tám cảnh liền hắn đều không gây thương tổn bạch linh nhi linh hồn kia bạch linh nhi linh hồn chẳng phải là đạt tới hồn chín cảnh cũng không phải ngươi ngẫm lại như vậy yêu thú cùng chúng ta nhân loại bất đồng tu luyện võ đạo liền khó có thể tu luyện linh hồn trở thành hồn sư liền rất khó lại đề cập võ đạo yêu thú mạnh yếu phi thường đại trình độ thượng là xem tự thân huyết thống huyết thống cường đại yêu thú linh hồn trời sinh cường đại chỉ là sẽ không vận dụng hồn lực mà thôi trừ phi sau khi chết linh hồn không tiêu tan mới hiểu đến vận dụng. Này chỉ tiểu yêu thú ta nhìn không ra bản thể, nhưng huyết thống nhất định thập phần cao quý. Nghe thế, Lâm Huyền trong lòng mới cân bằng một chút nếu là huyết thống cao quý yêu thú. Linh hồn trời sinh cường đại còn có thể vận dụng hồn lực nói. Kia thật sự là quá mức nghịch thiên. Lâm Huyền còn có một cái nghi vấn. Ấn ngươi cách nói, võ đạo cùng hồn nói, không thể cùng tôn. Đương nhiên là có thể cùng tôn. Chát nhĩ khác thập phần khẳng định trả lời. Nhưng vô luận là võ đạo vẫn là hồn nói, này ẩn chứa lý niệm, tri thức đều mênh mông bể sở. Có thể tu luyện hảo một phương, liền thực sự khó khăn. Nhân loại thọ mệnh thiếu hụt nếu là vô pháp đột phá hóa nguyên cảnh hoặc hồn tam cảnh. Cũng liền bất quá trên dưới 100 năm, võ đạo cùng hồn nói kiêm tu. Còn chưa có điều thành tựu, chỉ sợ cũng đại nạn đã đến lâm huyền minh bạch võ đạo gian nan thiên phú tái hảo thiên tài cũng muốn thời khắc không ngừng đi tu luyện còn muốn xem kỳ ngộ mới có cơ hội trèo lên chỗ cao trên đại lục bị gọi thiên tài người ngàn ngàn vạn nhưng chân chính có thể tu luyện thành đại đế thậm chí là trí tôn lại có bao nhiêu số một số thần sơn thượng linh vị liền có thể biết hồn nói cũng là như thế lịch sử sông dài chung khẳng định có người nếm thử quá xong nói kiêm tu bọn họ chú định bởi vì thất bại mà bị quên đi. Chát nhĩ khắc nghiêm túc nói. Người là ta ở võ đạo thượng gặp qua thiên phú tốt nhất người, nếu là tu tập hồn nói. Chỉ sợ hai người vô pháp chiếu cố, ngược lại mờ nhạt trong biển người. Lâm huyền trên mặt lộ ra tươi cười, tràn ngập tự tin tươi cười. Chát nhĩ khắc khuyên bảo, là chính xác, nếu hắn không có thần sơn, tự nhiên cũng sẽ nghe theo. Nhưng Lâm Huyền có thần sơn. Hoàn mỹ vô khuyết thần đạo công pháp có thể cho Lâm Huyền dễ như trở bàn tay tăng lên võ đạo cảnh giới khổ tu không tồn tại Lâm Huyền phát sầu vĩnh viễn là như thế nào tăng lên hồn lực kích hoạt càng nhiều linh bài ta ý đã quyết Chát Nhĩ khắc nghe được lời này không hề khuyên bảo linh hồn tu luyện phương pháp ta đã tất cả truyền thụ cho ngươi người chiếu tu luyện là được cùng võ đạo muôn vàn tu luyện công pháp bất đồng sở hữu linh hồn tu luyện phương pháp đều thuộc cùng nguyên tu luyện võ đạo là đem thiên địa quy tắc thông qua nguyên khí nạp vào trong cơ thể cảnh giới càng cao hấp thu nguyên khí càng nhiều có thể nắm giữ thiên địa quy tắc cũng liền càng nhiều tu luyện hồn nói còn lại là cường hóa linh hồn thông qua hồn lực đi điều động trong thiên địa quy tắc cảnh giới càng cao linh hồn càng cường có thể điều động thiên địa quy tắc cũng liền càng nhiều Linh hồn chỉ có thông qua tôi luyện mới có thể cường đại. Linh hồn tu luyện phương pháp, kỳ thật chính là linh hồn tôi luyện phương pháp. Lâm Huyền một bên nghe chát nhĩ khắc giảng giải, một bên bắt đầu nếm thử tu luyện. Hắn dựa theo chát nhĩ khắc truyền thụ linh hồn tu luyện phương pháp. Đem linh hồn chu vi vòng hồn lực buông ra một đạo cái miệng nhỏ. Nguyên khí đối linh hồn là không có thương tổn. Nhưng nguyên khí trung hỗn loạn thiên địa quy tắc lại có thể hủy diệt linh hồn gần một chút quy tắc tiến vào lâm huyền linh hồn lâm huyền liền đau cơ hồ khó có thể chịu đựng t gặp quỷ như vậy đau võ giả tu luyện hấp thu thiên địa nguyên khí là một cái hưởng thụ quá trình hồn sư tu luyện hấp thu thiên địa quy tắc lại là một cái thống khổ quá trình lâm huyền nhịn không được ở trong lòng phun tàu chỉ bằng vào điểm này hồn sư diệt sạch cũng không hiếm lạ trát nhĩ khắc nhắc nhở nói nếu là chịu đựng không được thiên địa quy tắc lâm thể thống khổ liền dùng hồn lực ngăn cách linh hồn không cần cường căng trát nhĩ khắc cần thiết phải nhắc nhở lâm huyền ở hắn tồn tại thời điểm thu đồ đệ vô số ít nhất có một nửa người ở lần đầu tiên tu luyện khi bị kịch liệt thống khổ xé nát bản tâm linh hồn phi hôi yên diệt lâm huyền nếu là đã chết hắn cũng muốn chôn cùng lâm huyền linh hồn giống như run dày giống nhau kịch liệt run dày nhưng hắn cũng từ bỏ tu luyện mà là cắn răng kiên trì. Nếu là liền điểm này thống khổ, đều không chịu nổi, ta còn có cái gì tư cách trở thành hồn sư? Lâm huyền tín niệm kiên định, linh hồn trăm thương mà không tiêu tan. Đương hắn kiên trì đến một trăm tức khi, linh hồn thượng tổn thương. Lại là chính mình bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cùng lúc đó, lâm huyền linh hồn cũng trở nên cường đại lên. Đây là linh hồn tu luyện. Nhìn thấy tự thân linh hồn trưởng thành. Lâm Huyền lòng tự tin càng cường. Ngay cả chát nhĩ khác cũng nhịn không được âm thầm kinh ngạc cảm thán. Lần đầu tiên tu luyện là có thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Người này hồn nói thiên phú kinh người là trời sinh trở thành hồn sư liêu A. À. Đường Lâm Huyền Đình chỉ tu luyện khi đã là ngày hôm sau giữa trưa. Linh hồn của hắn đã tới nào đó đôi đầy trạng thái yêu cầu tiêu hóa một đoạn thời gian. Mới nhưng tiếp tục tu luyện là thời điểm tu luyện một chút hồn kỹ. Tựa như võ giả, lực lượng cường đại nữa, không có lợi hại võ kỹ, cũng chỉ là uổng có lực lượng. Chát nhĩ khắc thao túng đại đế đều phá hủy không được lưu hồn chiến khôi. Lại bị lâm huyền đau tấu, chính là tốt nhất ví dụ. Chát nhĩ khắc dạy ta một cái hồn kỹ đi. Hảo, chương 148 phi châm thuật. Chát nhĩ khắc đối lâm huyền giới thiệu nói hồn kỹ cùng võ giả thi triển lực lượng võ kỹ thập phần tương tự có thể đem tự thân hồn lực lấy nào đó kỹ xảo thi triển ra tới cùng chia làm quyền kỹ kiếm kỹ đào kỹ thân pháp từ từ chủng loại võ kỹ bất đồng hồn kỹ phân loại cũng không nhiều tổng cộng chỉ có tam đại loại đệ nhất loại linh hồn đánh sâu vào loại này hồn kỹ tuy rằng phồn đa nhưng hiệu quả đều là giống nhau lợi dụng chính mình so địch nhân cường đại hồn lực trực tiếp bị thương nặng này linh hồn. Đối với linh hồn đánh sâu vào, Lâm Huyền đã cảm thụ thâm hậu. Cùng chát nhĩ khắc thao túng lưu hồn chiến khôi một trận chiến. Hắn vốn có năng lực lập với bất bại chi địa, thậm chí có thể vẫn luôn chiếm cứ thượng phong. Nhưng chát nhĩ khắc linh hồn đánh sâu vào vừa ra, hắn lập tức liền phải bại. Nếu không phải có Bạch Linh Nhi hỗ trợ, hắn chỉ sợ đã là người chết một cái đệ nhị loại là ảo thuật công kích lợi dụng tự thân hồn lực xâm nhập đối phương linh hồn xử đối phương lâm vào ảo cảnh ảo thuật công kích cực kỳ bí ẩn khó lòng phòng bị hơn nữa cường đại hồn sư có thể cho đối phương đối ảo cảnh tin là thật khó có thể tự kềm chế cuối cùng linh hồn hỏng mất mà chết đối với điểm này lâm huyền cũng có cảm xúc tiến vào cổ mộ khi hắn cùng quan tử ngạo đều lâm vào ảo cảnh đệ tam loại là điều động thiên địa quy tắc thì triển ra tới cùng võ giả võ kỹ có chút tương tự. Bất quá phải có hồn tam cảnh trở lên cảnh giới mới khả thi triển. Chát nhĩ khắc dừng một chút tiếp tục nói đến. Ta tới giáo ngươi hai cái hồn kỹ ở ngươi hồn sư cảnh giới tăng lên tới hồn tam cảnh trước. Cũng đủ sử dụng. Cái thứ nhất hồn kỹ, nãi linh hồn đánh sâu vào tên là phi châm thuật. Phi châm thuật đem hồn lực áp xúc gấp 10 lần, ngưng tụ vì châm có thể dễ dàng đâm thủng đối phương linh hồn lệnh này trọng thương thống khổ vạn phần này nhất chiêu phối hợp ngươi võ đạo thực lực thập phần thực dụng lâm huyền gật gật đầu thử nghĩ một chút đương hắn cùng tương đồng thực lực người đối chiến thời nguyên bản hai người thế lực ngang nhau hắn bỗng nhiên phát ra vô hình linh hồn công kích lập tức là có thể làm đối phương lộ ra sơ hở ta muốn dạy ngươi cái thứ hai hồn kỹ nãi ảo thuật tên là bách hoa sát thì triển bách hoa sát đối phương sẽ lâm vào bách hoa bay múa ảo cảnh chung. Bách hoa bên trong chỉ có một đóa hoa là thoát khỏi ảo cảnh xuất khẩu. Nếu không phải hồn lực cường đại lại vô chạy thoát khả năng. Chát nhĩ khắc thông qua linh hồn giao lưu trực tiếp đem hồn kỹ tu luyện phương pháp. Truyền cho Lâm Huyền. Lâm Huyền đầu tiên tu luyện phi châm thuật. Phi châm thuật muốn đem hồn lực áp xúc gấp 10 lần mới nhưng thành hình hắn nếm thử đem hồn lực áp xúc lại là phát hiện đem hồn lực áp xúc sau này đem nguyên khí áp xúc muốn khó khăn nhiều ta còn không tin lâm huyền vận chuyển hồn lực liều mạng áp xúc gấp đôi gấp hai gấp ba đương lâm huyền nếm thử đem hồn lực áp xúc bốn lần khi hắn bỗng nhiên cảm giác linh hồn một trận đau đớn hắn lại là dùng sức quá mãnh dẫn tới linh hồn bị hao tổn nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ lập tức sợ tới mức đình chỉ áp xúc hồn lực. Rốt cuộc hồn lực bị hao tổn, là một kiện thập phần khủng bố sự tình. Nhưng Lâm Huyền lại là không hề có dừng lại ý tứ. Chát nhĩ khắc vội vàng nhắc nhở nói. Ra, tu tập hồn kỹ không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Người vừa mới bắt đầu tu luyện linh hồn, linh hồn vẫn là yếu đi chút. Trở lại tu luyện một đoạn thời gian, lại tu tập hồn kỹ liền dễ dàng nhiều lâm huyền kiên trì không thành vấn đề lòng ta đều có tính toán hắn cố nén thống khổ tiếp tục tu luyện bốn lần năm lần thẳng đến lâm huyền đem tự thân hồn lực áp xúc đến năm lần mới đình chỉ xuống dưới hắn dùng sức thở hắt ra hôm nay liền tu luyện đến này đi hắn ý niệm vừa động linh hồn trở lại thân thể bên trong lâm huyền mở to mắt đứng dậy hắn bỗng nhiên phát hiện linh hồn biến cường lúc sau hắn cảm giác năng lực cùng với thân thể phối hợp năng lực đều được đến tiểu biên độ tăng lên thân thể cùng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau thân thể cường đại linh hồn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên tương đồng linh hồn cường đại lúc sau thân thể cũng có thể được đến bổ ích lâm huyền làm ra quyết định ngày sau ta lâm huyền hồn võ song tu người khác làm không được sự tình ta lâm huyền không hề sợ hãi hơn nữa nhất định sẽ làm được Lâm Huyền nghỉ ngơi một ngày, đợi cho linh hồn khôi phục. Hắn lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Linh hồn được đến tăng lên, Lâm Huyền liền gấp không chờ nổi tu tập phi châm thuật. Tu luyện hồn kỹ dẫn tới linh hồn bị hao tổn, Lâm Huyền liền lại tu luyện linh hồn. Khôi phục tiếp tục tu tập võ kỹ. Vòng đi vòng lại, Lâm Huyền này cổ liều mạng kính, liền chát nhĩ khắc cũng bị thật sâu chấn động hắn nãi hồn sư biết linh hồn bị hao tổn thống khổ lâm huyền như vậy tu luyện có thể nói là đau càng thêm đau thế gian không có mấy người có thể thừa nhận nhưng lâm huyền chịu đựng xuống dưới thiên phú kinh người còn có thể nhẫn thường nhân không thể chịu đựng chi khổ người này tương lai tất thành châu báu bất chi bất giác chung lâm huyền đã tu luyện ước chừng hai tháng thân thể mệt nhọc dựa thần đạo công pháp tiêu trừ linh hồn thống khổ, hắn lấy vượt quá thường nhân nghị lực kiên trì không ngừng. Này hai tháng nội, hắn ngày đêm không thôi, giờ phút này đôi mắt tuy dày đặc tơ máu. Lại tinh thần nhấp nháy. Phi châm thuật ta rốt cuộc luyện thành. Lâm huyền ý niệm vừa động, hắn hồn lực lập tức áp xúc gấp 10 lần, hóa thành một cây châm. Sao 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 đi ra ngoài. Tìm cái yêu thú tới thực nghiệm một chút. Linh hồn biến cường đại sau lâm huyền, cảm giác năng lực tăng trưởng gấp bội mặc dù không phóng thích nguyên lực chung quanh vài trăm thước hắn đều có thể cảm giác rành mạch tìm đánh liền ngươi lâm huyền thi triển thần đạo bộ pháp nháy mắt đi vào một con yêu thú trước mặt đây là một con tụ khí bốn trọng cảnh giới hỏa văn tích nó bị bỗng nhiên xuất hiện lâm huyền hoảng sợ lập tức mở ra mồm to phun ra một đạo liệt liệt hỏa diễm lâm huyền không có tránh né hắn thi triển bá thể thần công ngọn lửa tập thân lại không có thương đến chút nào. Hỏa văn tích phát hiện không đúng, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, Lâm Huyền không có nhấc chân đuổi theo, mà là ngưng tụ hồn lực. Một cây từ hồn lực ngưng tụ, so tóc ti còn muốn tế hồn châm. Ở Lâm Huyền cái chán trước ngưng tụ, sao 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 đi ra ngoài. Hồn châm vô hình, không tiếng động, hỏa văn tích tránh cũng không thể tránh, bị đâm chính. Hỏa văn tích trên người, không có chút nào miệng vết thương, nó lại bỗng nhiên phiên thần trên mặt đất điên cuồng lan lộn lâm huyền không có tiến thêm một bước hành động hắn chỉ là thực nghiệm hồn kỹ cũng không có muốn vô cớ sát sinh đối với phi châm thuật hiệu quả lâm huyền thập phần vừa lòng nếu là đổi làm nhân loại võ giả chúng phi châm thuật kết cục tuyệt không sẽ so này chỉ hỏa văn tích muốn hảo đi nơi nào có phi châm thuật châu tế luận võ ta nhưng thật ra muốn nhìn xem có mấy người có thể đĩnh đến trụ này nhất chiêu Lâm Huyền đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe được chát nhĩ khắc thanh âm nhớ tới. Ra, ta cảm giác được nơi xa có rất cường liệt linh hồn dao động. Linh hồn dao động, Lâm Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó cẩn thận cảm thụ, quả nhiên. Phương Đông có linh hồn dao động, là cái gì? Chát nhĩ khắc suy đoán đến, hoặc là có thể tăng lên hồn lực linh thảo thành thục, hoặc là có bẩm sinh pháp bảo ra đời. Đều đáng giá đi xem vô luận là nào một loại, đều là Lâm Huyền yêu cầu thứ tốt. Hảo, Lâm Huyền thi triển thần đạo thân Pháp, hướng về phương Đông Lao đi. mươi 149 tả võ, Lâm Huyền đại khái chạy vội đại khái nửa ngày thời gian. Rốt cuộc là tìm được rồi linh hồn dao động truyền đến địa phương. Đây là một mảnh rừng rậm nhưng mà Lâm Huyền vô luận là dùng hồn lực đi siêu tầm. Vẫn là dùng nguyên khí đi cảm ứng, đều không có phát hiện thiên tài địa bảo bóng dáng. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta phán đoán sai rồi? Lâm Huyền thoáng có chút hoài nghi, chát nhĩ khắc mở miệng nói. Vừa mới nơi này tất nhiên là có linh hồn dao động, thiên tài địa bảo lớn lên ở trên mặt đất. Khẳng định trốn không thoát, như vậy đoàn thời gian nội, bị người hoặc yêu thú cướp đi. Khả năng tính cũng không lớn. Chỉ sợ, sinh ra linh hồn dao động, có khác hắn vật. Ra, người ở phụ cận nhìn xem, nói không chừng sẽ có phát hiện. Lâm Huyền không có phản đối, ở phụ cận xem xét, thật đúng là bị chát nhĩ khắc nói đúng. Lâm Huyền thực mau liền có phát hiện. Trăm mét ngoại, có một mảnh lộn xộn dấu chân. Này đó dấu chân chân trước trưởng thập phần rõ ràng, sau lưng trưởng lại là phi thường mơ hồ. Còn lôi kéo một chuỗi trường ấn. Lâm Huyền suy đoán, lưu lại dấu chân người, hẳn là đang chạy trốn, hoảng loạn chạy trốn chung. Mới có thể lưu lại như vậy dấu chân nếu là đuổi giết, tự nhiên có người đang lẩn trốn, cũng tự nhiên có người ở truy. Ở hỗn độn dấu chân bên cạnh, còn có một chuỗi thập phần rõ ràng dấu chân. Xuyên thấu qua dấu chân, Lâm Huyền có thể thấy được đuổi giết người bước chân trầm ổn. Khủng là thập phần có nắm chắc. Theo dấu chân đi xem. Lâm Huyền theo dấu chân hướng về phía trước đuổi theo, vẫn luôn đuổi tới một cái khe núi chung. Lâm Huyền ngừng ở khe núi trước, chân mày cau lại khe núi bị tảng lớn khói đen bao phủ. Tự hồ là cảm ứng được Lâm Huyền cảm xúc biến hóa. Bạch Linh Nhi từ Lâm Huyền trong lòng ngực tỉnh lại. Nó ló đầu ra, nhìn về phía khe núi, thanh âm từ Lâm Huyền trong đầu nhớ tới. Lâm Huyền, này khe núi chung khói đen, chỉ sợ không phải tự nhiên hình thành. Lâm Huyền cũng phát giác, này tảng lớn khói đen, khủng là nhân vi. Chỉ là, vì sao phải làm ra này một tảng lớn khói đen ra tới có cái gì mục đích? Lâm Huyền trực giác nói cho hắn, hắn rất có khả năng phát hiện hiểu rõ, không được bí mật. Nếu là đổi lại người khác, đối mặt không biết sự vật, sẽ bản năng trong lòng sợ hãi. Nhưng Lâm Huyền vốn chính là không sợ trời, không sợ đất tính cách, vào xem. Lâm Huyền một đầu chát vào núi ao bên trong, chát nhập khói đen. Bạch Linh Nhi, người trước ngừng thở. Lâm Huyền sợ khói đen có độc, vội vàng nhắc nhở Bạch Linh Nhi đến nỗi chính hắn, còn lại là bình thường hô hấp. Có thần đạo công pháp ở, bất luận cái gì độc tố, đều không thể thương đến Lâm Huyền. Đem khói đen hút vào trong cơ thể, Lâm Huyền vẫn chưa phát giác trong cơ thể vô cấu nguyên khí. Có bất luận cái gì phản ứng. Không độc Bạch Linh Nhi, người có thể hô hấp. Bạch Linh Nhi lại một lần từ hắn ngực chung dò ra đầu. Lâm Huyền, ngươi có hay không cảm thấy, này khói đen có vấn đề. Phát hiện lâm huyền nếm thử đem nguyên khí phát tiết nhưng mà quanh thân khói đen lại là đem nguyên khí cấp ngăn cách này khói đen ngăn cách nguyên khí bạch linh nhi há mồm kêu một tiếng nhưng mà lâm huyền cũng không có nghe được chẳng sợ một chút động tĩnh bạch linh nhi thanh âm từ lâm huyền trong đầu lại lần nữa vang lên không riêng có thể ngăn cách nguyên khí còn ngăn cách thanh âm lâm huyền phỏng đoán nói có này khói đen ở liền tính khe núi chung động tĩnh lại đại cũng đều sẽ không có người phát hiện xem ra có người ở che giấu cái gì lâm huyền nếm thử tản mát ra một tia hồn lực hồn lực dễ như trở bàn tay xuyên qua khói đen không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng thì ra là thế vừa mới chúng ta cảm nhận được linh hồn dao động là từ nơi này truyền đến tiếp tục thâm nhập lâm huyền tiếp tục hướng khe núi đi bởi vì thị lực cùng thính lực đều đã chịu trở ngại lâm huyền phóng thích hồn lực thăm dò bốn phía thực mau hắn có tân phát hiện hắn phát hiện một mặt lá cờ trận kỳ lâm huyền dùng hồn lực cẩn thận xem xét xác định đây là một mặt trận kỳ hoàng cấp cùng huyền cấp trận pháp đều không dùng được trận kỳ ta trước người chỉ sợ là một cái địa cấp trận pháp lâm huyền biểu tình nghiêm túc lên có thể bãi xuống đất cấp trận pháp trận sư ít nhất cũng là tam cấp trận sư vô luận là cái nào phụ trợ chức nghiệp chức nghiệp cấp bậc đều phải cùng võ đạo cấp bậc tương móc nối tên này tam cấp trận sư rất có khả năng là hóa nguyên cảnh cường già thấp nhất cũng là tụ khí cảnh đình nửa bước hóa nguyên cảnh cường già võ đạo cửu trọng cấp bậc càng cao cùng tiếp theo cấp võ giả tranh lệch cũng lại càng lớn thiên tài võ giả, luyện thể cảnh giới khi có lẽ có cơ hội đánh bại tụ khí cảnh cường giả. Lúc trước ngoại môn bảy kiệt trung tiền tam người đều có như vậy thực lực. Nhưng tụ khí cảnh võ giả muốn đánh bại hóa nguyên cảnh cường giả cơ hồ là không có khả năng. Tụ khí cảnh là nguyên khí tiết ra ngoài, mà hóa nguyên cảnh còn lại là nguyên khí nội tụ thành dịch. Chất lỏng nguyên khí so với trạng thái khí nguyên khí thể tích càng tiểu. Nhân thể có thể cất chứa càng nhiều đây là chất thay đổi từ tụ khí cảnh đến hóa nguyên cảnh tăng lên không chỉ có riêng là võ giả lực lượng mặc dù là lâm huyền đối mặt hóa nguyên cảnh cường giả cho dù là nửa bước hóa nguyên cảnh cũng không có tất thắng nắm chắc bất quá thật sự đụng tới hóa nguyên cảnh cường giả có bá thể thần công ở hắn cũng không nhất định có thể nề hà ta tới cũng tới rồi không vào xem sao lại có thể nghĩ thông suốt điểm này lâm huyền không chút do dự đi vào trận pháp Vừa mới vào trận, Lâm Huyền liền cảm giác được một cổ nồng đậm tử khí. Hắn phẳng phất bước vào thây sơn biển máu giống nhau. Nơi này chết quá rất nhiều người. Lâm Huyền đem hồn lực triển khai, hồn lực phát hiện đồ vật làm hắn khiếp sợ vạn phần. Ở trận pháp trung, hắn thấy được hai cốt, rất rất nhiều hài cốt. Mặc dù là thô sơ giản lực số một chút, cũng có ngàn số nhiều. Đây là có chuyện gì? Lâm huyền đi vào một khối hài cốt trước, đem này sách này, hắn thỉnh linh phát hiện. Khối này hài cốt trên đỉnh đầu, có một cái ngón tay phẩm chất động. Hắn lại nhặt lên mặt khác mấy cổ hài cốt, trên đỉnh đầu, đồng dạng có động tồn tại. Chát nhĩ khác thanh âm truyền vào lâm huyền trong đầu. Ra, vượt qua nhiều như vậy thời đại, tà võ còn tồn tại. Tà võ? Cái này từ ở lâm huyền trong đầu xẹt qua, vô luận là hắn trọng sinh đời trước thể trung ký ức. Vẫn là thần sơn trung bí tịch ghi lại, đều có quan hệ với tà võ tồn tại. Võ đạo lấy luyện hóa thiên địa nguyên khí vì chính đạo. Nhưng luôn có người không thích buồn tẻ vô vị khổ tu, bọn họ lấy tà ác phương pháp. Giết hại vô tội, từ người khác trong cơ thể trích luyện hóa tốt nguyên khí vì mình dùng. Loại này hại nhân lợi kỳ phương pháp tu luyện so với chính thống phương pháp tu luyện. Hiệu suất muốn cao nhiều ở trên đại lục tà tu có thể nói là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh cơ hồ không có bất luận cái gì địa phương có thể cất chứa bọn họ tồn tại nhưng ánh mặt trời dưới luôn có bóng ma tồn tại tà tu ti rằng hiếm thấy lại trước sau không có diệt sạch cảm thụ được chung quanh xác chết khắp nơi hài cốt lâm huyền trong lòng bốc cháy lên khó có thể ức chế phẫn nộ nơi này chết đi mỗi một cái võ giả vì cường đại đều sẽ trầm tâm khổ tu không biết chịu đựng nhiều ít thống khổ, nhưng bọn họ liều mạng tu luyện được đến thành quả, lại là bị Tà tu đánh cắp. Cái này làm cho người như thế nào không phẫn nộ? Tà tu chính là võ đạo cạn, trong thiên địa dung không dưới bọn họ. Lâm Huyền cũng là dung không dưới. Chương 150 mây đen trận, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Huyền phẫn nộ, chát nhĩ khắc cảnh cáo nói. Ra, Tà tu thủ đoạn cổ quái, ở hoang dã thời kỳ, mặc dù là chúng ta hồn sư, giống nhau cũng là kính nhi viễn chi, người nếu muốn giết hắn, nhất định phải cẩn thận. Lâm Huyền biểu tình nghiêm túc, ta đã biết, hắn đem hồn lực tản ra, lại là không tìm được người sống tung tích. Ta tìm thấy thời điểm, ta tu rời đi sao? Lâm Huyền cười lạnh, trận pháp chưa trừ, ta tu tất nhiên còn sẽ trở về, ta liền ở chỗ này chờ. Lâm Huyền ngồi ở trận nội, tĩnh chờ ta tu trở về. Hắn này nhất đẳng, chính là ba ngày. Đương Lâm Huyền chính mình đều hoài nghi tà tu hay không thật sự rời đi khi khe núi trung có người tới. Lâm Huyền lập tức đem hồn lực kéo dài qua đi thế nhưng có bảy người, trong đó sáu cá nhân người mặc đồng dạng màu đen trường bào, tay áo thượng văn kim sắc vân vân. Thứ bảy cá nhân là bị hai cái người áo đen kẹp. Người này thực lực không yếu, có tụ khí bảy trọng cảnh giới tu vi, nhưng hắn giờ phút này vết thương trồng chất hôn mê qua đi không hề nghi ngờ sáu cái người áo đen chính là tà tu mà bị kẹp người chính là phải bị tế hiến kẻ xui xẻo đương nhiên hắn cũng là may mắn bởi vì lâm huyền tại đây lâm huyền phát hiện một chuyện khói đen cũng không trở ngại sáu người giao lưu lão đại lại lộng mấy cái tụ khí cảnh võ giả chúng ta tu vi lại có thể tăng lên một trọng đúng vậy đúng vậy từ đi theo lão đại ngắn ngủn một năm thời gian ta đều tăng lên tam trọng cảnh giới đặt ở trước kia ta tưởng cũng không dám tưởng ít nhiều lão đại chỉ dẫn chúng ta nếu không lấy chúng ta thiên phú chính là tu luyện đến chết chỉ sợ cũng là dừng chân tại chỗ nhìn nhìn lại hiện tại hóa nguyên cảnh sắp tới a à. không sai lão đại uy vũ năm người đều ở khen tặng đi ở trung ương nhất người thực rõ ràng hắn chính là cầm đầu người lâm huyền còn phát hiện người này bên hông cắm năm bính trận ký người này chính là bãi hạ đại trận trận sư sáu cái tà tu đi đến trận pháp trước mặt đột nhiên trận sư dừng bước chân còn lại năm người không rõ nguyên do lão đại như thế nào không đi rồi trận sư ngẩng đầu lộ ra áo đen hạ âm trầm ánh mắt la lớn các hạ người nào vì sao sang ta mây đen trận năm người lúc này mới phản ứng lại đây giống như chim sợ cành cong vội vàng đề phòng có người tới nên không phải là chúng ta hành tung bại lộ tới tiêu diệt chúng ta đi chúng ta hành tung một khi bại lộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ làm sao bây giờ trận sư giận mắng kẻ hèn một cái tụ khí cảnh tam trọng ra hòa là có thể đem các ngươi dọa thành như vậy có thể hay không có điểm tiền đồ nghe được lời này một người vội vàng biện giải nói lão đại mặc trách cứ chúng ta vừa mới chỉ là rối loạn tay chân ta đây liền đi đem người cho ngài chộp tới. Người này tự hồ cố ý muốn ở trận sư trước mặt biểu hiện một phen. nhấc chân nhảy vào trong trận. Hắn phát hiện Lâm Huyền, quát lớn nói. Mặc kệ ngươi là ai, nếu phát hiện chúng ta bí mật, liền đi tìm chết đi. Nói, hắn một trưởng phách về phía Lâm Huyền. Khói đen có thể ngăn cách nguyên khí tiết ra ngoài, chính là đối tên này ta tu. Lại là không hề ảnh hưởng. Một trưởng này thanh thế mênh mông cuồn cuộn, tên này ta tu lại có tụ khí bốn trọng tu vi. Lâm Huyền mặt lộ vẻ cười lại, người này thoạt nhìn khí thế như hồng. Trên thực tế lại là hơi thở không xong, thực rõ ràng hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh. Tu vi cũng không vững chắc, đốt cháy giai đoạn tu luyện mang đến tăng lên, so với làm từng bước tu luyện muốn kém nhiều. Nếu là hắn đối mặt chính là đồng dạng cảnh giới võ giả, 30 chiêu nội liền sẽ phân ra thắng bại, tà tu thảm bại. Nhưng là, hắn đối mặt chính là Lâm Huyền. Cho nên không cần 30 chiêu, nhất chiêu tức có thể giải quyết chiến đấu. Lâm Huyền phảng phất không có nhìn đến đối phương đánh tới, chậm gì gì đứng dậy. Thậm chí còn có nhàn tâm đánh vỗ rớt trên người bụi đất. Theo sau, Lâm Huyền ra một quyền. Bình bình đạm đạm một quyền, không có vận dụng chút nào võ kỹ bởi vì khói đen tác dụng này một quyền thậm chí không có nguyên khí tiết ra ngoài ra tới. Nhìn đến Lâm Huyền không hề uy hiếp nắm tay, đánh tới tà tu nhịn không được châm chọc nói. Điểm này bản lĩnh, còn dám xâm nhập chúng ta hang ổ, thật là chán sống rồi. Hắn trong lòng thập phần vui mừng, giết trước mắt lăng đầu thanh. Tất nhiên có thể ở trận sư trước mặt biểu hiện một phen. Nói không chừng có thể trở thành trận sư tâm phúc, ngày sau có chỗ tốt gì tự nhiên là hắn trước hưởng dụng. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt càng hung. Lâm Huyền phảng phất không có nhìn đến đối phương thần sắc biến hóa. Như cũ là chậm gì gì đánh ra này một quyền. Ngay sau đó, quyền trưởng va chạm. Không có kinh thiên khóc mà tiếng gầm rú, chỉ là phát ra thực nhẹ thực nhẹ va chạm thanh. Bang! Tà tu trên mặt biểu tình động lại, trong nháy mắt, hắn đụng chạm đến Lâm Huyền nắm tay bàn tay. Vặn vẹo biến hình răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, nhưng mà, này một thân thanh, gần là bắt đầu. Răng rác, răng rác, răng rác, vỡ vụn thanh không dứt bên tai, tà tu từ bàn tay bắt đầu. Toàn thân cốt cách tất cả vỡ vụn mà chết. Gần một quyền, Lâm Huyền liền giết chết một cái so với chính mình cảnh giới cao một trọng tà tu. Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh nhìn về phía ngoài trận, tuy rằng trước mắt hắn cách thật mạnh khói đen, ánh mắt lại sắc bén rừng ở mặt khác tà tu trên người. Trận pháp ngoại tà tu nhóm, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Nhất chiêu giết chết tụ khí cảnh bốn trọng đồng bạn. Người này thật sự giống trận sư nói như vậy, chỉ có tụ khí tam trọng cảnh giới sao? Tụ khí sáu trọng cảnh giới, chỉ sợ đều làm không được đi. Bọn họ cử đủ vô thố, lại là không một người dám về phía trước cùng Lâm Huyền chiến đấu lâm huyền thấy không có người tiến đến nhấc chân hướng về một chúng tà tu đi đến ai ngờ này hành động sợ hãi tà tu trừ bỏ trận sư ngoại còn thừa bốn người đều là theo bản năng lui về phía sau trận sư bạo nộ các ngươi đang sợ cái gì cùng nhau thượng nhưng mà không người dám thượng trận sư trong lòng tức giận không thôi chính mình bồi dưỡng những người này thế nhưng đều là chút nhát gan sợ chết phế vật một người tà tu thanh âm run dày mở miệng. Lão đại, ngươi, ngươi mau kích hoạt trận pháp. Cái này đề nghị lập tức được đến những người khác phụ họa. Đúng đúng đúng, lão đại ngươi mau kích hoạt trận pháp luyện hắn. Hắn lợi hại như vậy, nói không chừng có thể làm chúng ta công lực tăng nhiều. Trận sư mặt lộ vẻ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại là đồng ý cái này chủ ý. Người tới nơi nào không tốt, vào mây đen trận, liền đừng vội trách ta không khách khí nói hắn từ bên hông rút ra một thanh trận kỳ ném vào trận chung trong phút chốc trong trận khói đen lăn lộn ở lâm huyền trên đầu hình thành một đạo màu đen lốc xoáy một cổ cuồng bạo hấp lực từ không trung xuất hiện lâm huyền bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong cơ thể nguyên khí lại là mơ hồ muốn lao ra thân thể những cái đó bị luyện hóa võ giả chính là bị như vậy hút khô nguyên khí mà chết sao trận pháp ngoại trận sư trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười chỉ cần không phải hóa nguyên cảnh cường giả ở mây đen trong trận đều sẽ bị hút đi nguyên khí thúc thủ chịu trói ta đã là nửa bước hóa nguyên hấp thu ngươi nguyên khí là có thể lại lần nữa đột phá tấn chức hóa nguyên cảnh trở thành ta biến cường chất dinh dưỡng đi đột nhiên hắn ngữ điệu đã xảy ra thay đổi tràn ngập kinh nghi như thế nào luyện hóa không ra nguyên khí